Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Shop Zoom In. Hiện tại bên em đang tiếp tục đóng gói một số kiện hàng pin mặt trời và phụ kiện trong hệ thống điện năng lượng mặt trời để gửi cho mọi người này. Ở đây là có những tấm 110W mọi người này. Đây có 170 này, 170 này. Trong này có pin 200, pin 150. Đây là tấm 200 này, trong này có pin 110 và 100 này. Hôm trước mọi người thấy pin 100 và pin 50 rất nhiều. Hôm nay bên em bán ra nên là chỉ còn có từng này thôi. Sẽ tiếp tục về lô mới để phục vụ mọi người nhé. Vẫn còn rất là nhiều hàng ở đây. Trong đây có pin 110 này. Có cái bộ máy phát em đang test thử cho khách hàng để ngày mai gửi luôn này. Pin 50 còn một ít nữa thôi. Hôm nay khách đặt 50 khá là nhiều. Em sẽ quay bên ngoài này cho mọi người xem nhé. Đây là những cái tấm chờ đóng này. Đây là pin 100. Băng keo để đóng hàng cho mọi người này. Xốp này là để chèn trước chèn sau hai tấm pin mặt trời này. Đấy, chèn mặt trước mặt sau rất là êm luôn. Sau đó bên em sẽ bo cái bìa ở các góc xung quanh như thế này để đảm bảo an toàn cho tấm pin của chúng ta. Đây một tấm 110 hoàn thiện đóng gói là như thế này nhé. Ngoài này thì có rất là nhiều hàng đã đóng gói xong, chờ bên vận chuyển đến lấy nữa thôi. Mình quay xa hơn một tí cho mọi người xem nhé. Hơi ồn một tí mọi người, vì là cái chỗ này đường người ta đi lại rất là nhiều. Trên kia là pin 50W này. Một số pin 100W. Thế này có pin, đây thùng này có 5 tấm. 5 tấm 50W. Đây là pin 110. Nguyên đai nguyên kiện của nó là như thế. Còn bên em đóng gói ra thì sẽ mở ra chèn xốp, sau đó dán băng keo vàng như thế mọi người nhé. Đây bên này nữa có pin 200 này, 2 tấm 200 này, 2 pin 110 này, pin 50 này, đèn led này. Ở đây có rất là nhiều hàng đã đóng gói xong. Một ngày bên em đóng gói gửi đi cho mọi người rất là nhiều luôn. Gửi cho đơn vị vận chuyển là Viettel, rồi bưu điện và bên giao hàng nhanh. Đây là phụ kiện này, những thùng phụ kiện này, bộ sạc, rồi là bóng đèn inverter sim chuẩn. Đây những tấm pin mặt trời 100W và 110W. Đây tấm 110 này, còn khá là nhiều pin, mọi người cứ đặt hàng thoải mái nhé. Khi mà đóng gói cho mọi người ấy, thì bên em sẽ chèn những cái tấm xốp như thế này này. Nó xốp rất là dày luôn, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm trong cái khâu vận chuyển của bên em. Và sẽ lót những cái tấm bìa hai lớp và bo góc xung quanh, nên để đảm bảo mọi người nhận hàng hoàn toàn yên tâm mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu đặt hàng những tấm pin năng lượng mặt trời và phụ kiện ấy, thì có thể nhắn cho em trực tiếp qua số Zalo 0375122365. Số điện thoại em đang ghi ở dưới màn hình đó mọi người nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người đến video tiếp theo.